tiếp thu nào, mặc dù là lời không ý nào thì cũng là chân quý cả. Và được nói ra như thế nào thì cũng là điều đáng trân trọng. Khuyên ghi nhận tất cả những lời góp ý, không riêng gì của các bậc tiền bối mà của cả khán giả. Bởi vì là người ta đã nói là làm dâu trăm họ rồi thì thực sự là không thể tránh được, không ai mà có thể tuyên bố là mình hoàn hảo cả. Khoa tuyên bố là mình không bao giờ sai cả, nhất là lúc trẻ thì đương nhiên sẽ còn sai chứ. Thế nên rằng là tôi luôn luôn cảm ơn tất cả những cái ý kiến chân thành góp ý. Chỉ là trong cái hơi thở mà Quyên đã từng thể hiện, bởi vì bản thân Quyên đã làm mới nhất có thể với nhạc xưa rồi và bây giờ chắc cũng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là mỗi một album ấy, cái điều mà thấy thực rõ cái sự mới mẻ chính là cái trải nghiệm của Quyên rồi. Vì mỗi một năm, mỗi thời gian trôi qua, cái sự trải nghiệm thực tế nó dạy cho Quyên rất nhiều điều, và cái đó là bản thân nó đã luôn. Nói đến cái vấn đề mà tạo điều kiện cho ca sĩ trẻ thì Quyên đã trong album Tiếng Sơn Nam này, ngoài những bài song ca rất chọn lọc mà Quyên đã lựa chọn, thì Quyên có tạo điều kiện và thực lời hứa của mình với các học trò những gương mặt rất là đặc biệt, giọng hát hay trong chương trình lần tượng Bolero 2017 là và khi mà mọi người nghe cái album này chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy rất thú vị và mọi người sẽ cảm thấy hài lòng. Mọi người thấy các em đã thể hiện rất là tốt, thể hiện một cách rất là mặn mà. Quyên đã nói rằng là Quyên cứ khá bất ngờ về cái sự thể hiện đó của các em, và mình ở thời điểm bằng tuổi các em thì mình hát không được như vậy. Nghĩa là lớp trẻ bây giờ đã thực sự rất là cố gắng để không ngừng trau dồi, không ngừng thể hiện mình, đặc biệt là dám hát với thầy là một điều không phải là một điều đơn giản.